Hoàng Phi Long. Quân sĩ truyền tiên quân hô. Vào đây. Dạ. Dạ. Tiên nữ đi đầu sát thượng quan kinh xúc thượng quan phước giữ đất hải. Ta dọn cho nàng này nàng kia. Dạ. Còn nếu như bờ bờ sông nước một mình lặn lội tới đây, có điều gì mà tổ cùng ta nếu không thương ta phừng dạng tê. Dạ chắc thượng quan có lời dạng ngoài. Vui tiên nữ xin phép được trình ngốt thuyết lại. Dạ bầm thượng quan đã mấy hôm qua tôi đi tìm anh tôi. Tìm cái mắt của nàng gia đàn mẹ nhớ mẹ mong hôm đưa con ta xứ ba năm dài chân ái đồng quan mà chưa trở lại gia trang. Ôi nghe qua lời nàng phân cằn lòng ta cảm thấy xót thương thân nữ nhi một mình dạng dầm nhưng trong đồng quan là nỗi vắng vẻ. Nàng đến đây một phần cằn đuôi đầu và bấm tượng qua tiễn đưa đây lưu chậm bằng nhà đã tận cho mái đồng tiền mắt của mình để báo hộ quân linh nơi nàng phân qua ta đây đang thấy thương tình và rất đôi chân lòng nhưng anh của nàng. Bạn tôi quan ánh thì nữ đất Nam Quy. Ừ, đất Nam Quy ở à. Còn tên họ của nàng là chi? Hoàng Phi Long thống xoáy. Hoàng Phi Long thống xoáy à? Dạ. Này đang kia bổn sao bạn ta mới nghi bổn xoáy nè. Đây được cái gì? Thưa chân hô, hô, hô. Rồi, còn như sao quê nhà phụ dựng mẹ cha mà đã trên bãi đồng đó để làm gì? Thấy quê nhà, thấy quê nhà có được cái hổ sư hiền mùi. Sau đã ba năm qua nhắn quay về để nói gia đàn mẹ già tháng năm chờ tin bấy lâu nhớ thương con vợ mà trong tìm bóng anh càng xa hiền mùi hiền giờ hiền giờ gia đàn ra sao mắt lệ đầm lìa lời nghe lời nói không thành câu em ơi hãy tha con đường cho anh được cũng chỉ đầu thôi sao mắt anh đầm lìa hóa sầu anh ơi còn khi còn khi đỡ đâu anh quê xưa phủ đầy màu vàng xưa phủ đầy màu tới gia đàn đi cô dãy ra em chờ nói gì? Mẹ của ta nó quay nhà thế nào hả mùi? Mẹ của đây, mẹ chết rồi. Mẹ đã chết rồi. Trời ơi, nghe qua như sét đánh ngang tai. Mẹ ơi, sao đã bỏ con thơ? Ta về âm thanh tiếng thu
một bên. Anh Việt cùng xã dối cái đầu đó mẹ lần sau vui bời nghệ quất mừng muốn lên đường đó. Sầu bi vì cho đâu mẹ bỏ cả con mà đi. Từ đây dân xa mẹ ơi, mẹ ơi xôi lệ con rơi, xôi lệ con rơi. Còn đây sao mẹ rồi xa đi. Mẹ ơi nắng mai nghiêng, nắng dồi sẽ chiều trời mới sáng, sao trời đã dối tôi. Mẹ ơi, mẹ ơi sao kể từ hôm những bữa cơm các con dọn lên sẽ không còn được trông thấy bóng hình thân thương của mẹ nữa, mà chỉ còn trên bàn thờ đi không khói hương bay. Mẹ ơi chỉ còn có đêm nay nữa thôi, ngày mai đây các con sẽ buông đời mất mẹ. Mẹ đi con đường nào các con còn mong còn đời, chờ mẹ đi con đường này con đi tìm mẹ ơi. Con các cháu đã về đây đông đủ mà và đã quyền dâng lên cho mẹ mà thành tâm nước ba chung rượu là. Mẹ ơi đây là chung rượu thứ nhất, chung rượu thứ nhất các con xin kính kính lắm phụ vì thân tâm. Còn đây là chung rượu thứ hai, chung rượu thứ hai này các con xin làm lễ để đưa tìm mẹ. Đây chung rượu thứ ba cùng là chung rượu sau cùng đứa tiền. Mẹ ơi chung thứ ba này các con kính dâng lên. Mẹ ơi đưa tiền mẹ về tổng con xanh.
lắm mẹ ơi. Không còn mẹ sống trên đời, con nhớ mừng cả bầu trời thơm thương. Và chỉ còn có đêm nay là đêm cuối, chúng con xin đại diện cho gia đình để có đôi lời cảm tạ cùng bà con cô bác. Và kính thưa bà con cô bác, bà con cô bác ơi, không có nỗi đau nào bằng đột ngột xin ly từ biệt. Không có nỗi đau nào bằng kể từ hôm nay, các anh chị em con xin đợi mất mẹ. Còn các cháu thì sẽ mất với một người bà. Bà con lớn sớm mất đi một người thân thương nhất với bao năm dài tình làng nghĩa xóm. Các anh các chị ơi, suốt cả một cuộc đời, cha với mẹ hy sinh cho tuổi thấp sức của mình để nuôi chăm chị em mình khôn lớn. Suốt ngày hôm nay, anh chị em mình đã khôn lớn thành nhân chi mình. Cũng là lúc mẹ đã xa đi muôn đời không trở lại. Mẹ ơi, mẹ ơi, cái Tết năm nay sắp đến rồi. Cái Tết năm nay chắc ngôi nhà mình sẽ buồn bã lắm. Nhưng kể từ hôm nay, kể từ hôm nay ngôi nhà này, các con sẽ không còn được nghe tiếng nói tiếng cười thân thương của mẹ nữa. Mẹ ơi, mẹ đi con đường nào các con còn mong còn đợi. Như mẹ đi con đường này, các con biết đẹp mẹ ơi. Và chúng con xin đại diện cho gia đình xin chân thành cảm ơn cơ sở phục vụ mai táng đại hội hai đợt do đốc nhân đảm trách đã đến nơi đây tận tình cho buổi tang lễ của mẹ. Chúng con thêm phần trang nghiêm long trọng. Chúng con cũng không quên cảm ơn ban nhạc lễ đội âm công, bà con cô bác suốt mấy ngày qua đến nơi đây chia buồn. Và cũng xin gửi lời tri ân đến quý sư thầy đã tạo nên tiếng gậy lời kinh cầu nguyện cho hồn của mẹ bà chúng con sống nhẹ nhàng siêu thoát. Trong lúc tăng gia bôi sâu thì làm sao tránh gọi những điều sợ sâu. Cười mong cô chú anh chị niềm tình bỏ qua cho. Và trong những tâm chân tình đó, gia đình chúng con chẳng biết nói gì hơn. Mẹ ơi mẹ ơi, xin thành tâm gửi đến bà con cô bác với hai lại đây. Con xin các đội ân dạng của cô bác hoa đã đến đây chia buồn cùng tan gia. Thôi rồi đôi ngã đôi ngon, anh em mình mong mẹ đừng đau. Mẹ về nơi đất lạnh muôn đời, nhặt trước liệu ban phép màu gốc cội nước cam lồ dọc tắt lửa sân chuyên. 12 nguyện cầu an lành sanh chung ương linh hội nó trần nay đã dứt. Hải kiếm đương theo anh từ quá thất đề đăng soi sáng nẻo đường, hãy đưa theo ánh sáng trở về Tây Phương lạc quốc. Chứ nguyện tánh thành an lạc quốc, cõi liên đài thập nhị nguyện Tây Phương. Nước cam lồ ta lưới khắp trần gian, mong bá thân được an lành hạnh phúc. Nam mô A Di Đà Phật. Lời Phật dạy chúng con nguyện ghi nhớ. Dạ dạ. Nhất nguyện thiên trường địa cửu,
nhị nguyện nhật nguyện chứng minh, tâm nguyện của giọng bái thiên linh, tứ nguyện con cầu cho bá gia. Mẹ hỏi mẹ ơi cốt ruột có bắt đầu nội ớn sanh thành lại nghĩa nặng mang. Ngày mấy này đời lễ đồng quan, cho phép các con ngồi ngọn hồng đăng, sớm rước lên hồn mẹ về nơi cội Phật, tuyệt nói ngọn hồng đăng. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lòng lòng không phụ kinh công cha. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng con thờ mẹ sinh ra, ta còn chữ mới là đạo cơm. Hold up!